Rồi cái chỗ mình nuôi ốc theo kiểu mà cổ đại á, kiểu xưa xuất hiện một cây ớt chim ỉa. Quá, cây ớt chim ỉa trái quá trời trái luôn rồi. Này hái về chắc cả hơn ký luôn. Quá trời trái luôn. Ớt chim ỉa. Có dâu nữa chứ. Dâu này hư hết. Giờ thì tiến hành khai quật thôi. Ra cho tao tiến hành khai quật nha. Đi ra. Ủa nè. Tránh ra cho người ta làm đi. Mày nghĩ sao ta làm? Ra nè ốc con. Dạ, tôi đang khai quật lên. Ra. Mày đúng là bự con mà còn ngu nè. Đúng là chó mới lớn. Dạ coi. Dạ. Vì sao tao đi khai quật mày? Tình chỉnh ra chỉnh ra cho tao đau. Ai giỡn với mày đâu, mình đi ra đi. Trời ơi, thiệt tình hả? Đi chỗ khác. Quýnh đầu mày bây giờ.
sau 3 tháng rồi nha. Mày chết ra đi. Mày chẳng tiếp tao đào trơn mà mình làm. Mày làm gối tay gối chân ốc con. Đi ra. Để đó đi. Yeah. Đi. Dự án thất bại.